Trung xin chào tất cả anh em nhé Lại thêm một cái video phụ tùng nhé nè. Video này thì Trung giới thiệu với anh em một cái cái món đang rã Cái món chính Trung muốn giới thiệu với anh em là cái bộ tay trang Mấy hôm trước có anh em hỏi tay trang để chế cẩu đấy Thay thế vào cẩu gì đấy Thì ở đây Trung có một cái bộ tay trang hộp khiển đây Của Unix UR30V nhé anh em Đây này. Món Trung muốn giới thiệu với anh em đây bao gồm 6 tay full đồ nha full đầy đủ hết luôn kể cả cái cơ cấu ga tay này ga tay rồi ga tự động này kéo cái thanh ga tự động lên này đấy lên thanh ga tự động nha là gạt cần nó tự mở ra này đấy. nó đang kéo dây ga nó bị rít dây ga ga tay vẫn có đầy đủ nha này rồi còn cây khối ngăn kéo này thì sẽ chung các loại unit nha này unit từ 290 300 330 340 gì là lắp cũng được hết giống nhau hết đấy đây là cái con unit UR 30V nha 28925 này mình tạm gọi là 330 là cần vuông đấy đũa sáo tuyệt vời hết nha em trắng tinh hết nha hàng bãi cái món này là hàng bãi nhật nhé đây nó có cả cái bộ khiển cho nè đây thì nó có xét rỉ một ít rồi trong cái khối trong cái khối cái cái, lốc nền đấy thì ở đây nó có bốn cái cái, cái tay điều khiển nó có mã màu dây đầy đủ hết nhé tay khiển bốn cái solenoid đây bốn cái khối solenoid 12V bình thường nhé em. mã số của nó đây đát nó không có đóng luôn bao gồm đầy đủ ống hết nha nè từ cái cắt từ cái bộ nền này, này này cái chân này này sáu tay cơ bình thường cộng thêm một cái khối điện cái khối điện này để anh em lắp điều khiển từ xa đấy Thì tí chung quay xong rồi chung giải thích đây, ra tới cái ống trả luôn nha bao gồm ra tới ống trả luôn này ống này này tay khiển đồng hồ báo tải này rồi cái cụm ống nó ra đến cổ góp đến đây nhá rồi bốn cái ống nhỏ bốn ống nhỏ hai ống ra quay to này hai ống ra chân này nói chung là chúng sẽ giao hết những cái ống này cho anh em bên cái tay khiển bên đây thì cắt ngang cái chân này này để anh em dễ hàng ra lắp vào một cái cậu khác cậu nào bất kỳ anh em muốn lắp vào cậu nào thì Lấy full combo lắp thôi Trừ cái việc nó có xét rỉ Chỗ cái khói này ra một ít ra thì Không ảnh hưởng đến chất lượng nha nè Còn cái phần dưới thì tuyệt vời nha Cái lóc dưới thì thôi khỏi chê luôn Ở trên xe lên nồi nó nè Một cái nồi dây nó ra Rất là nhiều dây luôn mở rắc ra bỏ thôi giật rắc ra hết còn cái phần hộp điều khiển mình làm riêng nếu anh em có mua được mà có nhu cầu lắp luôn cả cái tay khiển ấy lắp luôn tay khiển loại trung quốc mới một triệu mấy bán đầy có loại tốt thì hai triệu mấy gì đấy loại thường tầm khoảng triệu mấy điều khiển xa trăm mét đứng ở dưới đất điều khiển cả một cái cây cẩu như thế này thì anh em trung sẽ hướng dẫn anh em cái món này nó dễ lắp không khó đâu. Nếu anh em thích chơi điều khiển nha. Còn nếu mà không thích điều khiển thì cứ để nguyên như vậy không ảnh hưởng gì hết, vẫn xài tay. Bốn tay cơ bình thường, sáu tay này, bốn tay cẩu này, hai tay chân tú này. Sáu ngăn đầy đủ nha. Rồi cơ cấu ga tay này, hai ống nhỏ ra chân tú này, chân tú đang đang tháo ống mềm quay lên nên ống nó ra đến đây thôi nha. full hết Đấy, cái bộ cẩu đấy Unit 30V nhé này Xài chung 330, 340, 300 mấy cũng được Nó còn cái hộp điều cái vỏ hộp nó hỏng rồi nhé Vỏ hộp nó nứt vỡ bể rồi Mà cái nhựa đỏ mềm mềm đấy Nó chỗ này này Bây giờ nó chỉ còn đưa cái solenoid trần ra như vậy thôi. Anh em có giá lắp thì làm cái cơ cấu bảo vệ sợ nó va chạm vào những cái chi tiết này này. Nó gãy rồi mình phải thay phải thay cái số cuộn solenoid này mất công. Đồng hồ tải này còn luôn nhé Tất cả còn hoạt động hết nha anh. Hoạt động đầy đủ hết nha. Nè. Trung có cái món hàng đơn giản như vậy, anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Sau video này thì Trung sẽ rã ra, ra thêm nhiều cái món phụ tùng nữa trên trong cái con này. Trung sẽ làm từng cái video riêng để anh em dễ, dễ xem nha.